đầu mùa nên nó chưa có già lắm, nó hơi vừa vừa thôi thì là nó sẽ dễ hơn nha cả nhà. Cóc mà nó già quá sơ nó nhiều mình khó tách hơn. Thì bây giờ em sẽ gọt vỏ ha. Đừng gọt sát quá. Này nó mới vừa chua chua thì nó mới ngon ha. Nó có cái vỏ xanh xanh thì chua nó mới ngon. Thì mình sẽ cắt nha. Cắt đầu nào cũng được hết. Cắt đầu này cũng được mà cắt đầu này cũng được ha. Thì em sẽ cắt đầu này. Cắt vừa thôi nha, cũng đừng sâu quá mà cũng đừng cạn quá. Cạn quá thì khó tách. Rồi. Sau khi mà mình cứa cái đường ngang như thế này là mình sẽ cắt cái đường dọc ha. Đó. Đầu tiên là mình sẽ gọt một vòng trước, sau đó một vòng tiếp theo, thì lúc này thì mình sẽ tách nè. Đó. Đó. Thì khi mà mình tách á, cái tay mình sẽ giữ ở dưới này, đó mình giữ để nó không có bị rớt ra ha. Đó, mình đã tách được một miếng rồi. Đó, mình sẽ tách tiếp thứ hai. Đó, miếng thứ hai. Và cứ như vậy thì mình sẽ tách hết miếng. Thì mình cắt mình là những cái lần này mình cắt cho nó đều nhau thì ra cái trái cóc nó sẽ đẹp. Nó nhìn giống như một cái bông hoa vậy đó. Ha, nó sẽ đều. Sau khi mà mình tách xong này ha, mình sẽ tách ra. Đó, mình lạng ra từ từ để cho nó rời rời ra. Cái này cái quay về tuổi thơ à, nhỏ đi học á, ở trước cổng trường học á, người ta bán cái này nè, trời ơi ăn giờ nói lại là còn thèm. Rồi mình sẽ ngâm nước. Trong nước này thì mình sẽ cho một xíu muối nha cả nhà, mình cho một xíu muối vô mình ngâm ha. Đó. Rồi mình gọt tiếp thôi. Đó, sau khi mà mình gọt xong rồi ha cả nhà, đó mình gọt, mình muốn tách nó bự ra thì mình cắt sâu như mình ấy, nhưng mà lần đầu tiên làm á thì mình làm vừa vừa thôi, mình ngâm nó hồi nó cũng nở ra, mình sẽ rửa, mình rửa cho sạch ha, xong rồi mình để cho ráo nước. À, thì bây giờ hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách làm cốc ha, cái cốc ngâm đường nha. Thì để làm cái cốc ngâm đường này á, ví dụ như mình bán mà trái cây chua á, hoặc là mình có thể là mình làm mình bán trong ngày, mình bán trong ngày thì mình chỉ cần bỏ nước vô đây và mình cắt cốc như thế này, mình bỏ vô mình ngâm mình bán trong ngày thôi, đó là dạng cốc chua. Còn dạng chua ngọt á, thì đây là cái cách chua ngọt mà em chia sẻ nha. Nó đun sôi để nguội. Cứ 1 kg cốc là khoảng 300 g đường và là 700 ml nước. Thì mình làm bao nhiêu cốc thì mình sẽ nhân lên nha. Đó. Thì ở đây là nước,
mình nấu nước đun sôi mình để nguội ha, mình để hơi nguội nguội rồi mình sẽ cho đường vô. Mình sẽ quậy cho tan đường ra hết. Mình sẽ cho một xíu muối, mình dằn muối vô luôn nha cả nhà. Đó. Để cho nó mặn mặn ngọt ngọt á. Mình cũng quậy tan luôn. Nhớ là cái hỗn hợp này á, là nó phải nguội, thiệt là nguội thì mình mới bỏ cốc vô nha. Sau khi mà cái nước này nó nguội rồi nè thì mình sẽ cho cái cốc vô luôn nha cả nhà. Mình sẽ cho một ít ớt mình bỏ vô nha. Đó, mình sẽ cho một ít ớt. Mình không cho cũng được, không sao hết. Em thì cho vô cho nó đẹp, nó cay cay cũng ngon. Để được để 4 tiếng đồng hồ rồi mới ăn được nha cả nhà. Mình sẽ để 4 tiếng đồng hồ ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi em và nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog nha cả nhà. Nhớ ủng hộ em nha.